và các bạn cựu học sinh khóa 2001, 2004. Và em xin phép giới thiệu em tên là Mạnh Thành Ngân, học lớp 31, cô Hoài chủ nhiệm trong niên khóa 2001, 2004. Thì kính thưa các thầy cô, quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các bạn. Thì mùa hè tháng 7 này đúng tròn 20 năm kể từ ngày chúng em, những cựu học sinh khóa 2001, 2004 rời mái trường thân yêu Lý Trường Trọng, chia tay thầy cô bạn bè, rồi sau đó mỗi người lựa chọn cho mình một lối đi riêng cho cuộc sống của tương lai của mình. Thì sau ngần ấy thời gian thì hôm nay được sự quan tâm cho phép của ban giám hiệu nhà trường, chúng em tụ tập về đây cũng long trọng tổ chức cái buổi lễ gặp mặt sau 20 năm ra trường. Thì ngay lúc này đây thì chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng đang tràn ngập niềm vui hạnh phúc vì mình được trở về cái mái trường thân yêu Lý Trường Trọng, gặp gỡ những thầy cô đáng kính cùng với những bạn bè thân yêu, ngồi lại những chiếc ghế rồi tụ tập những cái góc sân trường quen thuộc của mình. Thì lời đầu tiên xin thay mặt cho tụi học sinh khóa 2001, 2004 thì xin gửi lời kính chúc sức khỏe, những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý thầy cô giáo, tất cả các bạn cựu học sinh khóa niên khóa 2001, 2004, những lời chúc tốt đẹp nhất, sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cái mái trường của chúng ta luôn luôn không ngừng phát triển và đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong cái sự nghiệp giáo dục. Thì kính thưa quý thầy cô giáo các bạn, thì 20 năm trôi qua thì mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là của học sinh, thì dù có cuộc sống hoàn cảnh nó có sự khác biệt, cũng có trong số đó thì cũng có nhiều bạn thành công, trong khi cũng có nhiều bạn là cuộc sống cũng còn nhiều lo toan bộn bề. Tuy nhiên thì khi nghĩ về mái trường thân yêu và những người thầy cô dạy dỗ chúng mình, cũng như là những kỷ niệm tươi đẹp của học trò, thì đó nó cũng là trở thành một cái nguồn động lực và chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về nó. Cuộc sống thì trăm bề khó khăn thử thách, nhưng mà em nghĩ rằng là tất cả những cựu học sinh ở đây khi nghĩ tới thầy cô, nghĩ tới bạn bè thì bao giờ cũng nhoẻn miệng cười. Mình nhớ về một cái thời cấp sách đến trường, một thời nghịch ngợm, thì chính những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta tìm thấy một niềm vui trong giữa cái cuộc sống xô bồ. Thì trong cái quá trình làm việc ở các nơi, thì cái sự thành công của các bạn có được trong ngày hôm nay thì đó là sự nhờ sự dạy dỗ và quan tâm của các thầy cô. Thì trong cái giây phút này đây thì em thay mặt cho các bạn cựu sinh khóa 2001, 2004 kính gửi đến các thầy cô những lời tri ân sâu sắc nhất. Ca dao Việt Nam có câu là cơm chay áo mẹ chữ thầy, miễn sao tôi bỏ những ngày bước ra. Thì chính vì nhờ cái công ơn sinh thành của ba mẹ, sự dạy dỗ của các thầy cô giáo mà chúng ta có được sự trưởng thành như ngày hôm nay. Thì đối với các bạn ở khóa 2001, 2004 thì cũng nhân đây tôi cũng xin đại diện nhắn gửi các bạn một vài điều, đó là thời điểm này thì chúng ta cũng sắp bước vào cái tuổi 40 rồi, cho nên những cái dịp gặp gỡ được như thế này thì vô cùng là đáng quý. Thì mong rằng là chúng ta dù ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào thì chúng ta sẽ bỏ qua mọi khác biệt để chúng ta có sự đoàn kết gắn bó, cùng nhau hỗ trợ trong cuộc sống, trong những cái vấn đề khác nữa, để chúng ta xứng đáng là những người học trò
của mái trường thân yêu Lý Tự Trọng. Kính thưa quý thầy cô giáo, các vị đại biểu và các bạn phụ học sinh, thì trước khi kết thúc thì em cũng xin một lần nữa thay mặt phụ học sinh khóa 2001, 2004 thì chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của ban giám hiệu nhà trường, rồi sự sắp xếp như dành thời gian quý báu của các thầy cô, các vị đại biểu tham dự cái buổi họp mặt 20 năm của khóa 2001, 2004. Cảm ơn tất cả các anh chị ở khóa 1 cũng như các em ở khóa thứ 3. Thì cũng trong quá trình thực hiện cái chương trình này thì trong quá trình chuẩn bị cũng có được sự nhận được sự tư vấn hỗ trợ của các anh chị khóa trước cũng như các em ở khóa sau. Thì cũng thay mặt khóa gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị và các em. Đặc biệt cũng thưa với các thầy cô các bạn, thì như các bạn đã biết thì cái chương trình hôm nay thì nó cũng báo cáo với các thầy là cái sự chuẩn bị nó cũng chưa được thực sự tốt, nó có một số cái vấn đề khó khăn khách quan, đó là các bạn không ở nhiều nơi, rồi sự kết nối rồi cũng nó cũng hơi tập dượt, nó cũng hơi có nhiều cái khó khăn nhất định. Nên mong rằng là với sự yêu thương của các thầy, sự thông cảm với tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ coi đây như là một cái buổi gặp mặt tri ân, nó mang tình cảm thật là nhiều, và những cái vấn đề nó ở khâu nào đó nó chưa được tốt thì mong các thầy và các vị đại biểu của các bạn thông cảm. Lời cuối cùng là xin chúc cho chúng ta luôn luôn được mạnh khỏe, thành công trong công việc. Các thầy các cô thì đóng góp cho sự nghiệp trong giáo dục ngày càng có nhiều thành tích hơn nữa. Mong rằng khóa chúng ta cũng sẽ luôn luôn có một sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau, và chúng ta không chỉ là gặp một cái ngày hội khóa 20 năm này, mà chúng ta sẽ gặp được có nhiều cơ hội gặp ở những cái đợt hội khác. Xin cảm ơn tất cả quý thầy cô giáo và tất cả mọi người.